Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, thứ năm tuần thứ hai Phục sinh. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế hỏi các ngài rằng: "Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?" Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người." Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và tìm mưu giết các ngài. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen người. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiên hào nhường bao. Phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi người. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Chúa ra mặt trong người làm ác để tẩy trừ di tích chung nơi trần ai. Người hiện đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ. Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Chúa gần gũi những kẻ đoan trường và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Chúa luôn luôn giải thoát. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Alleluia, Alleluia, Chúa phán: "Thầy sẽ sai thần chân lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật." Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bơ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì người thấy và nghe thì người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của người thì quả quyết Thiên Chúa là đấng chân thật, đấng được Thiên Chúa sai đến để nói lời của Thiên Chúa. Vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường, Cha yêu mến con nên đã ban mọi sự trong tay con. Ai tin vào con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào con thì sẽ không được thấy sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nên mọi sự cho mọi người. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Gioan chương 3 câu 31. Suy niệm: cuộc gặp gỡ với Thầy Giêsu đêm hôm ấy trở thành một ký ức rất đẹp với ông Nicodemo. Lúc đó, ông không hiểu thấu hết lời Thầy Giêsu nói, bởi ông thuộc về đất, còn Thầy là đấng từ trên cao mà đến. Thế nhưng, sau khi ông tiếp xúc với Thầy, đấng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ông ngộ ra những chuyện trên trời. Bởi vì Thầy đã hạ mình xuống để nâng mọi người sa ngã lên, hiệp hành trên một con đường, cùng hòa mình với con người, cho họ được trở nên đồng hình, đồng dạng với người. Ngài đến để cứu ta, đưa ta thấp nhập vào dòng chảy ơn cứu độ.
Ký ức ấy vẫn mãi đồng hành với Nicodemo, giúp ông đi trọn con đường khổ nạn, phục sinh của Thầy. Mời bạn một vài lần gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu, ghi đậm ấn tượng nơi bạn. Bạn không thể nào quên cái giờ hôm ấy, ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy. Nó trở thành ký ức đẹp rất riêng, không bao giờ có thể xóa nhòa. Đó là ân ban vô điều kiện bạn nhận lãnh. Bạn có ký ức đẹp nào với Đức Giêsu như ngày lễ thánh tẩy, hôn phối, chịu chức, khấn dòng? Kinh nghiệm về ký ức đó được bạn sống sẽ chia thế nào trong đời mình? Sống lời Chúa, nhớ lại một vài ký ức đẹp với Chúa Giêsu, với người bạn thương mến để tạ ơn, cũng như để sống tinh thần hiệp hành mỗi ngày. Cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa đã đến làm bạn với chúng con, bày tỏ cho chúng con nhận biết tình yêu của Chúa Cha đối với nhân loại và với mỗi người chúng con. Xin cho con hiệp hành trong đức tin và lòng mến để nước Chúa được nhiều người biết đến. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Thắp lên ngọn đèn cũ. Trong một cuộc phỏng vấn, mẹ Teresa thành Calcutta đã thuật lại một sự kiện như sau. Ở Úc Châu có một người thổ dân, Aborigine, sống trong một hoàn cảnh thật đáng thương. Ông cũng đã khá cao niên rồi, sống trong một chút lều siêu vẹo. Khởi đầu câu chuyện tôi nói với ông, để tôi dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn giường ngủ cho ông. Ông trả lời một cách hững hờ, tôi đã quen sống như vậy rồi. Nhưng ông cũng cảm thấy dễ chịu hơn với căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp. Sau cùng, ông ta bằng lòng để tôi dọn dẹp nhà cửa lại cho ông. Trong khi quét dọn, tôi thấy một cái đèn cũ đẹp, nhưng phủ đầy bụi bặm và bồ hóng. Tôi hỏi ông, có bao giờ ông thắp đèn này chưa? Ông ta trả lời một cách cộc lốc. Nhưng thắp đèn cho ai? Có ai bước chân đến nhà này bao giờ đâu? Tôi sống ở đây đã từ lâu không hề trông thấy một người nào cả. Tôi hỏi ông, nếu như các nữ tù đến thăm ông thường xuyên, ông có vui lòng thắp đèn lên không? Dĩ nhiên rồi. Từ ngày đó, các nữ tù quyết định mỗi chiều sẽ ghé qua nhà ông. Từ đó, ông ta bắt đầu thắp đèn và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn. Ông còn sống thêm 2 năm nữa. Trước khi chết, ông nhờ các nữ tu ghé thăm nhắn tin cho tôi. Xin nhắn với mẹ Teresa, bạn tôi rằng, ngọn đèn mà mẹ đã thắp lên trong đời tôi vẫn còn chiếu sáng. Đó chỉ là một việc nhỏ mọn, nhưng trong bóng tối cô đơn của đời tôi, một tia sáng đã thắp lên và vẫn còn tiếp tục chiếu sáng mãi. Chúng ta đều cảm nghiệm được niềm vui sướng vì được yêu thương, được chính Chúa thương yêu. Và chúng ta cũng hiểu được giới răn của Chúa, hãy thương yêu nhau như Thầy yêu thương các con. Bài trích sách Lẽ Sống.